những bài hát đầu tiên của set của em, tức là chất lượng âm nhạc những bài hát đó không được cao lắm, và khán giả yêu thích những bài hát đó thì là vì do cái content, cái nội dung của trong bài hát thôi, chứ không thực sự là âm nhạc của bài hát quá đặc sắc. Vậy nên cũng sẽ muốn phát triển theo một tưởng đấy là một nghệ sĩ toàn diện hơn, có thể làm được âm nhạc hay và không chỉ phụ thuộc vào content để có thể nổi tiếng nữa, mà có thể phụ thuộc vào âm nhạc. Thật ra là cái này cũng là một set và cái ekip khá là phân vân, tại vì là chính sách YouTube của Việt Nam cũng khá là khắt khe, nên là những cái cảnh quá bạo hay là những cảnh hơi gọi là 16, 18 cộng một chút xíu thì Sát cũng hơi ngại trong cái việc đưa những cái cảnh đấy vào trong MV. Thế nhưng mà bên phía ekip của Sát thì đã làm việc rất là chắc chắn với việc là gửi MV qua trước cho các network của YouTube để hỏi xem là liệu những cái cảnh như vậy thì có vi phạm chính sách của YouTube không. Và rất là may là MV không vấn đề gì cả, tại vì là cả Oset và cả ekip đều muốn mang đến cho khán giả một cái điều gì đấy nó đặc biệt, nó thú vị, và làm sao cho cái MV này nó có thể thể hiện toàn bộ nội dung và ý tưởng của toàn bộ ekip. Thực chất thì đây cũng là một điều, nếu mà nói sai thì không phải, nhưng mà tại vì thực chất là bài Người Ấm Phủ là bài hát nhận được sự thành công quá là lớn đối với khoảng thời gian đầu của sự nghiệp của Oset. Thế nhưng mà cái việc tất cả những sản phẩm sau này thì cái thứ mà Oset đang muốn làm đấy là làm cho âm nhạc của mình trở nên chỉn chu và chất lượng cao hơn. Tại vì nếu như mà mọi người có để ý thì những bài hát đầu tiên của Oset có, tức là chất lượng âm nhạc những bài hát đó không được cao lắm, và khán giả yêu thích những bài hát đó thì là vì do cái content, cái nội dung của trong bài hát thôi, chứ không thực sự là âm nhạc của bài hát quá đặc sắc. Vậy nên Oset muốn phát triển theo hình tượng đấy là một nghệ sĩ toàn diện hơn, có thể làm được âm nhạc hay và không chỉ phụ thuộc vào content để có thể nổi tiếng nữa, mà có thể phụ thuộc vào âm nhạc. Cho nên là nếu như mà những sản phẩm sau này chưa được thành công như Người Ấm Phủ lắm thì cái việc Oset nghĩ là sẽ phải làm tiếp tục với là cố gắng nhiều hơn để có thể cân bằng được những cái yếu tố đấy để mang đến cho khán giả một sản phẩm mà khán giả ai cũng sẽ thích. Thực ra là trong 2 năm vừa rồi Oset bước chân vào thị trường âm nhạc thì Oset đã có rất là nhiều khoảng thời gian để tự tìm tòi và khám phá bản thân mình, để thử sức với rất nhiều những dòng nhạc khác nhau. Và tất nhiên rồi, khi mà hiện tại bây giờ thì sau khi đã trải qua khá là nhiều những sự thử nghiệm thì Oset cảm thấy là mình biết là mình nên làm gì, mình có thể làm gì, mình muốn làm gì, và từ đó thì có những sản phẩm âm nhạc của Oset của hiện tại. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé. Cho hỏi là mấy giờ rồi vậy Cán? Taxi à, taxi ơi. Bông hoa. Bông hoa. Bông hoa chẳng thuộc về ta. Bông hoa. Bông hoa. Thì bông này bông hoa nhỉ?